Thưa quý vị và các bạn, trong số các bệnh lý liên quan đến đường tiêu hóa thì bệnh viêm đại tràng mãn tính là một bệnh lý rất thường gặp. Đặc biệt ở Việt Nam chúng ta thì số người mắc bệnh lý này đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Theo ước tính, khoảng 15-20% dân số Việt Nam mắc bệnh viêm đại tràng. Tỷ lệ bệnh nhân nữ nhiều hơn bệnh nhân nam giới từ 2-3 lần. Bệnh viêm đại tràng mãn tính làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng từ 20-25%. Nếu bạn gặp các triệu chứng như rối loạn tiêu hóa kéo dài, bụng trướng hơi, đau bụng, có thể bạn đã bị bệnh viêm đại tràng.